Hello, xin chào các bạn. Mình là Thái Phương, đây là kênh Thái Phương Official nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ khám phá với các bạn là Vivu thành phố và khám phá Bình Dương nha. Vlog hôm nay ở xa xa chứ không phải ở Long Xuyên ạ. Và đây là tỉnh Bình Dương nha các bạn. Chào mừng các bạn đến với tỉnh Bình Dương. Và đây cũng là lần đầu tiên Phương ghé đến đây và đi qua nơi đây luôn đó các bạn. Tỉnh Bình Dương cũng rất là rộng và rất là đông đúc những người từ các tỉnh thành khác nhau về làm ăn. Nói chung là mình cảm nhận là nơi đây là một cái tỉnh thành khá là nhộn nhịp, tấp nập. Và như các bạn đang thấy, đây là trung tâm Aeon Mall. Đây là trung tâm thương mại Nhật Bản duy nhất có mặt tại Bình Dương. Một trung tâm mua sắm được cho là rất là lớn ở tại đây. Thì nơi đây có bán rất là nhiều đồ, từ sushi cho tới những mặt hàng đồ hiệu rất là cao cấp. Tại đây cũng có Gogi House, cũng có Coffee, cũng có Starbucks. Thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào và khám phá nha. Đây là lần đầu tiên Phương cũng đến đây, thì Phương phải bắt Grab và đi ghé vào cho bằng được đó các bạn. Thì dưới một cái cơn nắng, nắng ơi là nắng luôn, vô đây thì nó rất là mát nha. Đó, bên đó là sân golf sông bé. Chúng ta đi vào thôi nào. Cái gì vậy? Cái cục này nhìn nó lạ quá. Tại đây thì Phương gặp quầy sách. Mà dĩ nhiên gặp quầy sách thì Phương không thể nào không bước vào nha cả nhà. Khi bước vào thì bên cánh tay trái các bạn sẽ thấy cái gian hàng này tại nhà sách là quà lưu niệm nha các bạn. Nhìn mấy cái chú nhỏ nhỏ này Phương thích quá, nhìn dễ thương sao đâu á. Và cái tượng áo dài Việt Nam này cũng rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn ở ngoài đẹp lắm. Đấy, áo dài người Hoa nữa. Thời điểm này Phương đi là còn trong dịp hè, nên ở nhà sách trưng bày các cuốn sổ, các cuốn tập rất là đẹp, và cũng như là các bộ sách giáo khoa rất là nhiều. Và đi một tí xíu nữa thì Phương thấy các quý phụ huynh đấy. Các quý phụ huynh người ta lựa sách, lựa viết cho con người ta rất là nhiều các bạn ạ. Đây là chắc chắn là những người có điều kiện thì có điều kiện, người ta mới vào đây mới lựa cho con cái. Wow, và đi đến tới đây thì những cái kệ sách này làm Phương thích thú lắm á. Phương cứ ngồi đây quay hoài à. Có những cái bộ sách nguyên bộ luôn. Đó, những cái kệ sách nói chung là mới tinh tươm, đã lắm cả nhà. Và đây là trọn bộ Harry Potter. Thì cái bộ sách thì chắc chắn là nhiều người rất là mê đúng không nào? Đó. Đây là cái nhà sách lớn ở Bình Dương. Cái gì cũng lớn vậy. Còn phía đây là những cái mặt hàng cũng khá là nổi tiếng đến từng các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Charles and Kate. Ôi, đọc như vậy đó tương đương là chắc các bạn mà mua hàng hiệu thì các bạn sẽ biết. Mình cũng chưa chắc mình có đọc đúng hay không nha cả nhà. Chỗ này bỏ qua nha. Còn chỗ này là Ado. Mời đến! Mời đến! Còn đây là bánh Hokkaido, loại bánh mà mình rất rất là thích nha. Thèm quá. Và đây là sushi có bán tại Aeon Mall.
và bạn có thể lựa chọn theo những cách khác nhau. Bạn có thể mua những cái miếng riêng lẻ với từng giá khác nhau, từ 4.000 mấy cho tới 10 mấy ngàn, hoặc là nguyên một phần nó bao gồm sushi cá hồi. Mình mua về một phần. Và ở đây là bán gian hàng rau xanh trồng tại chỗ luôn. Thì ở đằng kia mình cũng có thấy cây cà chua nữa. Nói chung là trên một cái khay đắt luôn cả nhà. Nhìn thì hàng rất là tươi xanh luôn, nhìn mắt thèm lắm. Nhưng mà Phương không có ở lâu nên Phương không có dám mua về sử dụng, sợ ăn không có hết. Kiểu như là mình đang lạc vào cái vườn cải vậy. Đây là mấy cây cà chua nè cả nhà. Có những cây đó có trái luôn á, có trái tại nơi này. Thì mình mua nguyên chậu này đem về nhà trồng luôn á. Nhưng mà quan trọng là có lên hay không là do một phần mình chăm sóc nữa. Ở đây thì rất tươi. Đây, phía sau mình toàn là trái cây. Trái cây không. Mình là khám phá là mình phải đi lon ton nhiều nơi chứ. Đi ở dưới lầu xong rồi phải đi lên trên lầu là tất nhiên rồi. Khoảng một lúc sau quay lại. Quá là đông. Sau khi đã mua một ít đồ thì mình ra siêu thị và mình đi về thôi. Lúc này đã đến giờ cơm trưa và mình quá là đói bụng. Hãy đợi vlog tiếp theo nha. Thắc mắc cái cục này làm cái gì đó. Chắc trụ hai bên.